Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giang sơn hoang dã nghĩ tình như quyết để về bạc ngã. Thank you.
Phật Bạch Đà Hồ. Tất chí câu Đà Hồ để tự tư con cầu vì lòng đi bát thiên xuân đi mất tình cho thiên nhân công chúa I'm
Nhất Tây Thiên. Giang Hầu em ơi. Bây giờ bắt đầu Hầu. Chia sẻ đi mọi người ơi. Số điện thoại của tôi là 0977 190 888. Chia sẻ mạnh đi bà con ơi. See you.
Chia sẻ đi mọi người ơi.
Di Đà Phật vậy Chúa. Chúa. Chúa A Di Đà Phật. Mẹ lạy Chúa. Lạy Chúa. A Di Đà Phật lạy Chúa. Ăn là phần nhận Chúa. Lạy Chúa. Tên cậu đi gì đấy. Lạy Chúa. Đẹp nhỉ. Quân tuần quán ngồi đúng chỗ này không mất bạn. Thank you.
Chúa thượng ngàn em ơi, ông Nhung ơi.
A Di Đà Phật, lạy Chúa. Dạ lạy Chúa. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, lạy Chúa. Ba giờ là bị có vấn đề. Bởi đông đủ số phận gió thiên đường.
là chăm bao nhiêu người? Ít người chăm sạch sạch sạch. Oh, no.
vượt trên nó không đi dầu gì. Chúa sống chắc về đẹp từ ít chỉ một bầu khó chẳng chẳng là I'm so
dương gì chú ngạc hồng bay 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 gì vào đang chung bên sông mơ chào đi quán thì cười mà về nhà thì khóc lại chào ai mà ghế cầu thì năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà chẳng chịu ra hồi cầu nhá lại chào mà sang năm được tươi được tốt rồi có bầu có vị có hoa có cả ổ cả làng cả danh cả diện thì biết ra hồi cầu nghe chưa lại chào trước thì như đàn ông giờ thì mềm dẻo thế lại chào lại chào. Lại chào. Thế mà hôm nay bản nội về thì trời có một lời thế này này. Lại chào. Hội vui to quá. Đến trăng rằm 13 17 các nàng sang chơi. Dạ lại chào. Mau mau kẻo vội kẻo vàng mà không cưỡi ngựa sao chào đinh. Lại chào. Mai quần áo của Hoàng Bơ hôm nay bắt đầu mới dùng. Cô Hoàng Bơ ơi, sao trăng đêm nay mây mờ khi sáng. Hãy dần còn mến thương thạch đồng hồ đổ hà khi quyết lại khi cho. A Di Đà Phật lạy Hoàng. A Di Đà Phật lạy Hoàng. Tâm cho thanh đồng họ đổ vất vả chân chuyên. A Di Đà Phật. Ra ba chân bước vào về đức cửa Hoàng. Lạy Hoàng. Chính tâm cho họ nguyện hôm nay. Dạ lạy Hoàng. Nhất tâm thu xứ thủ trì. A Di Đà Phật lạy Hoàng. Lạy Hoàng A Di Đà Phật. A
Di Đà Phật lợi hòa. Lợi hòa. Hay chắc chắc còn nhớ thương ông bơ hoàng mà vương vấn chỉ đây mà bầu rượu tiếng ông bơ nâng trên tay chưa ông nợ chia tay lòng càng đoàn năm kiểu thôi vì dù
Thank you.
kiểm tra tháng 3
thịt mỡ thanh đồng, họ đỗ bắc ghế hoàng ngồi làm ngai họ ngự ra trụ họ đến họ đỗ con thanh đồng tứ phủ theo phật thánh dẫn tâm đồng thầy một lòng làm được ra cung nghinh phật thánh xin hoàng về hoàng chính tâm cho nam tử nữ tử tài sắc cạnh tài hoàng thương cho họ đỗ họ nguyễn con tiền trôi được ra một trận một dòng thành ra chung được chín tròn người vua ngay thì là phật lệ hoàng quyền hoàng các hoàng đại nhật di trì tấn thiên đạt nhật được mẫu kỳ tiên cung thiết đàn nhân kỷ nguyên tám mùa cửa mẫu thể tam phụ tuyên thần thánh thọ tam phủ kỳ phủ cho cậy thủ nhang đồng đền và bán quan ban nhựa sớm trưa dầu một thứ lửa tắt đèn nhang khói bạc đền hoặc bán sen bay nhổ có các thư pháp văn tờ hữu cánh chiếu tờ vàng cánh trạm chống lễ cửa hoàng nếu hoàng người cửa hoàng mà không nhanh con dẫn nhà hoàng có tài cho mẹ chồng sử dụng giá trung để tiến hoàng vào cửa phố Nghệ An làm kính cân Nghệ An phòng độ cửa hoàng phòng độ căn cửa hoàng hoàng ra mà ra sáng về tối về ăn cụ thì nó rất I'm
trời. Hát tiếng này tiếng lắm cha ta tình tình kinh nhờ hát ngự hát vui ba để bạn thân này thôi. Oh,